Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình xin giới thiệu những chiếc xe đồ chơi của mình nè các bạn ơi. Đây là chiếc xe cứu hỏa nha. Còn đây là chiếc xe cần cẩu. Còn đây là chiếc xe múc cát. Đây là xe múc cát. Xe múc cát luôn. Xe múc cát luôn nha. Còn đây là xe ben chở cát nè. Xe ben chở cát nè. Xe ben chở cát nè. Xe cứu hỏa nè. Xe cần cẩu nè. Còn đây, đây là xe đổ rác nè. Còn đây, đây là xe tải nè. Rồi, còn đây, đây là xe cẩu nè. Đó, những chiếc xe của mình rất là đẹp luôn đó nha các bạn. Rồi, mình có thêm một bộ đồ chơi mới nữa. Xin giới thiệu với các bạn luôn. Đây, đó, một bộ đồ chơi chó cứu hộ nữa nè. Đó, các bạn thấy đẹp không? Rồi, bây giờ mình sẽ chơi những chiếc xe này với bộ đồ chơi chó cứu hộ này nha các bạn. Mở ra cho các bạn cùng xem nha. Đây, mở cái băng keo bên này các bạn ơi. Rồi, mở ra à, một bạn chó cứu hộ rất là đẹp luôn à, các bạn thấy chưa? Quá là đẹp luôn đúng không? Rồi, đầu tiên đây à, đây là bạn Rocky đúng không các bạn? Còn đây, đây là anh Rider đúng không các bạn? Để cho các bạn xem rõ hơn nè, bạn Rocky nha. À, bạn Rocky à. Đó, nhìn đẹp không các bạn? À, trời ơi các bạn ơi, mình nói lộn rồi các bạn ơi. Đây là bạn Zuma. Nãy giờ mình nói lộn, giờ mình mới nhớ ra. Đây là bạn Zuma nha. Rồi, còn đây là anh Rider nè các bạn. Cái bộ đồ này vô nhìn y như là người ngoài hành tinh đó các bạn. Mặc cái bộ đồ nè, bay ra ngoài khỏi vũ trụ luôn. Rồi, để đây nha. Rồi, tiếp theo các bạn ơi. Đây, đây là bạn Trey nè các bạn ơi. Đó, bạn Trey nha. Xoay xoay cái đầu của nó được nè. Rồi, đó, xe chạy chớn nè các bạn. Xe của bạn nó chạy chớn này là lướt ván nha các bạn. Đó, bạn có thể lướt ván. Ở đây là lướt ván nha. Đó, lướt ván nè. Rồi, đây, ở đây, ở đây, ở đây hả, không phải là đường trơn các bạn. Chạy rất là khó. Rồi, để đây đây. Rồi, tiếp theo. Đây, đây là bạn gì ta? Bạn này là bạn gì? Ủa, cái này nhấn vô có thể bắn ra được nè các bạn ơi. Nè, hình như cái này nhấn vô bắn ra được. Rồi, để mình coi coi. Ủa, nhấn vô. Nhấn vô bắn là được hay sao ta ơi? Để mình thử coi coi được không. Cái nào gài gài gạt gạt gì không ta? Ủa, không được các bạn ơi. Không được. Bạn này là bạn gì ta? À, bạn này bạn Muscle. Trời ơi, lâu quá không có chơi với mấy bạn chó cứu hộ, cái mình quên tên hết bạn chó cứu hộ các bạn ơi. Bạn này là bạn Muscle nha. Rồi, tiếp theo. Các bạn ơi, đây, đây là bạn gì các bạn? À, đây là bạn Everest. Trời ơi, đúng rồi, bạn Everest nha. Lâu quá rồi, không có chơi với bạn chó cứu hộ, cái mình không có thể nhớ tên. À, đây nè các bạn ơi, bấm à. Bấm đây ra, mình đã khám phá rồi. Đây, bấm vô, bấm nút này các bạn. Đó, mở ra nè. Trời ơi, hay quá ta. Ui, trời ơi, dụng cụ của bạn đó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, hay quá. Rồi, đóng lại nè. Đâu, để mình thử coi ở đây coi. Nè, bạn này cũng bấm nè các bạn ơi. Đó, wow, bạn Zuma bắn ra luôn các bạn ơi. Nè, đó, hay chưa các bạn? Rồi, đó, nè, đó, hay quá các bạn ơi. Bấm vô nè. Rồi, đó, hay chưa? Rồi, đây của bạn à, đó nè các bạn ơi. Đó, bạn Muscle là bắn ra được luôn nha. Nè, nhìn nè, bắn ra nè. Ồ, bên này nữa, bên này nữa. Rồi, đó, hay chưa các bạn? Đó, bấm cái nút ở đằng trước nè các bạn. Hay quá. Rồi, để mình coi bạn Trey coi. Đó, cái lo thông báo nè các bạn. Đó, bạn đó chạy lướt sóng á, cái lo thông báo của bạn đó nè. Hay quá. Còn bên này, à, bên này cũng là cái lo thông báo nè các bạn. Đó, hay quá các bạn ơi. Rồi, để bạn Trey ở đây nha. Rồi, tiếp theo. À, bạn Rocky nè các bạn ơi. À, bạn Rocky mình bấm thôi coi. Ồ, bấm ra. Ra cái này cái gì đây? Rồi, dụng cụ bạn đó là giống như cái mũi khoan nha các bạn. Đó, giống mũi khoan vậy đó nha. Nè, bên này nè. Ồ, bên này, mở coi. Ồ, đẹp quá các bạn ơi. Ôi trời ơi, cái bạn Rocky nhìn rất là đẹp luôn nha. Rồi, tiếp theo. Ồ, đây là bạn Sky. Bạn Sky, bấm bạn Sky coi. Ôi, bạn Sky bấm thì ra hai cái cánh máy bay nha các bạn. Đó, bấm cả là hai cánh máy bay bay ra nha. Rồi, ok, để bạn Sky đây. Rồi, coi tiếp theo. À, cuối cùng đây là bạn, này là bạn gì các bạn? À, Rubble. Oh, bạn Rubble này gài vô sao ta, để mình gài thử coi. Gài vô. À, rồi, gài vô rồi. Đây. Rồi, bấm cái nè.
ra cái cọng múc cát nữa các bạn. Hay quá các bạn ơi. Đẹp quá. Rồi, để mấy bạn cho cứu hộ ở đây với anh rider ở đây nha. Các bạn thấy chưa? Bộ chó cứu hộ này nhìn rất là hay, rất là đẹp luôn đúng không? Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi những bạn chó cứu hộ này với những chiếc xe này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khởi động chiếc xe điều khiển này của mình lên nha. Đây, đây là cái remote nè các bạn. Mình sẽ khởi động lên. Ok. Rồi, bây giờ tiếp theo là mình sẽ mở công tắc lên các bạn. Mở công tắc lên. Rồi, công tắc mình đã mở lên rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe chạy. Xe chạy nha. Rồi, chở theo những bạn chó cứu hộ này đi chơi nha các bạn. Chở theo những bạn chó cứu hộ đi đi chơi. Rồi, đi chơi nào bạn ơi. Rồi, chở ra các bạn này đi chơi. Từ từ các bạn ơi, từ từ các bạn ơi. Ôi, chạy từ từ thôi. Rồi, chạy từ từ thôi. Rồi, qua đây, qua đây. Rồi, dừng lại, dừng lại. Ê, dừng lại rồi, hết tiền rồi. Hai bạn này xuống đi. Hai bạn này xuống. Rồi, cho hai bạn này lên. Cho hai bạn này lên nha. Rồi, cho thêm hai bạn nữa đi. Cho hai bạn nữa đi. Ôi, chở thêm được hai bạn nữa không ta? À, được đó các bạn ơi. Chở một lúc là bốn bạn luôn. Hồi nãy chở chỉ có hai bạn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chở bốn bạn luôn. Rồi, cho bốn bạn này đi chơi nào. Let's go nào. Chạy vòng vòng chơi nha. Đã chưa? Rồi, quanh quá. Hay quá, chở bạn chó cứu hộ đi chơi nha. Chạy đường này sốc quá, chạy đường này đá sốc quá, trời ơi, chạy đường này sốc quá. Rồi chạy bạn ơi. Chạy vô địa hình nha. Rồi qua qua đây, qua đây, đúng rồi. Ok. Rồi dừng lại. Rồi. Rồi cho mấy bạn này xuống. Cho bạn này xuống nha. Rồi tiếp tục. Rồi cho bạn này lên. Rồi cho bạn này lên nha. Rồi tiếp theo cho thêm một bạn này lên nữa. Rồi cho thêm bạn này lên nữa đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm anh rider nữa nha. Rồi anh rider đâu? Rồi cho anh rider lên luôn. Rồi chui vô đường hầm thử các bạn ơi, chui vô đường hầm thử ơi. Rồi chúng ta sẽ chui vô đường hầm. Chạy chui vô đường hầm nha, thử thách chui đường hầm nha. Rồi lái vô nào. Lái vô đường hầm luôn. Vô được không? Vô đường hầm luôn. Ôi phải vậy. Vô đường hầm luôn. Rồi chạy vô nào. Có bị mắc kẹt gì không? Có mắc kẹt rồi, mắc kẹt rồi. Ê trời, lui ra bạn ơi, lui ra. Rồi cho mấy bạn này nằm xuống, mới chạy qua được. Vô lên luôn. Trời ơi, rớt hai bạn này xuống các bạn ơi. Rồi qua này. Hay quá, trời ơi, chui vô đường hầm luôn. Rồi sắp xếp mấy bạn này lại nha. Xe chúng ta chạy hay quá các bạn ơi. Chạy chui qua đường hầm luôn. Hay quá. Rồi ok, tiếp tục nào. Let's go nào. Ôi trời ơi, đúng vô cục đá, trời ơi. Accident các bạn ơi. Rồi dè lại bạn ơi. Dè lại nào. Đúng rồi, dè lại. Gặp đá bự quá các bạn ơi. Rớt một bạn rồi. Rớt một bạn xúm ma rồi. Rồi tiếp tục di chuyển nào. Hôm nay các bạn chó cứu hộ được đi chơi đã quá ta. Chở bạn chó cứu hộ đi chơi nha. Rồi trời ơi. Rồi từ từ các bạn ơi, đụng ngã bạn chó cứu hộ thì sao. Rồi dừng. Cho mấy bạn này đậu đây đi. Rồi tiếp tục nào, chúng ta sẽ chơi bạn xe nào nữa ta. Rồi bạn xe kia hãy chạy qua bên bãi xe đi nào. Rồi di chuyển nào. Rồi ok, đậu đây bạn ơi. Chiếc xe này chơi hay không các bạn?
Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi chiếc xe khác đi. Rồi chơi chiếc xe cẩu múc cát này đi các bạn. Đó, di chuyển ở đây nào. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cho anh rider lên trên xe này nha. Ok, rồi tiếp theo. Rồi cho bạn bạn này là bạn rubber ha, cho bạn rubber lên thế này. Rồi tiếp theo cho bạn muscle ở đâu ta? Cho bạn muscle ở đây đi. Đó, thử thách nha, bây giờ chúng ta sẽ chơi thử thách nha. Cho xe cẩu coi chở được bao nhiêu bạn nha. Rồi bây giờ cho bạn Sky ha, bạn Sky thì cho bạn Sky ở trên này nha. Đó, Sky ở đâu? Sky đây nha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là bạn cho bạn Everest đi, cho bạn Everest ở đâu ta? Còn chỗ không? Chắc hết chỗ rồi các bạn ơi. Cho bạn Everest trong cái gầu được không? Không được các bạn ơi. Rồi cho ăn Everest ở lại đi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ bạn xe cẩu cát sẽ di chuyển chở bạn đi chơi nha. 1 2 3 let's go nào. Oh, hay quá. Đi làm việc luôn. Đi chơi làm việc luôn các bạn ơi, hay quá. Hay quá các bạn ơi. Các bạn này được chở đi chơi đã quá. Ok. Đi làm việc nha, mấy bạn này di chuyển đi ra ngoài công trình làm việc nha. Hay chưa? Di chuyển vào bãi xe luôn. Hay quá các bạn ơi. Di chuyển tới luôn nào bạn ơi. Rồi. Ok. Dừng lại nào. Dừng lại nào. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho mấy bạn chó cứu hộ xuống nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò chơi gì đây các bạn? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho anh rider lên trên xe nha. Mấy bạn này bên đội của xe tải nha thì cho lên một xe nha. Cho mấy bạn này lên một xe để cổ vũ nha. Mấy bạn này cổ vũ cho xe tải đi nha. Rồi, còn những bạn còn lại. Rồi là bên xe cẩu múc cát nha. Lên cổ vũ mấy bạn xe cẩu múc cát nè. Mấy bạn này ở đây cổ vũ bạn xe cẩu múc cát nha. Rồi lên đây. Rồi ok các bạn ơi. Bây giờ đội của xe tải và xe cẩu múc cát sẽ cùng nhau thử thách nha. 1 2 3 let's go. Wow. Trời ơi, bạn xe cẩu cát mạnh quá các bạn ơi. Trời ơi. Bạn xe cẩu múc cát kéo luôn bạn. Ngã hết lại xe luôn rồi. Ôi trời ơi. Wow. Bạn xe cẩu cát mạnh quá các bạn ơi. Trời ơi, kéo luôn mấy bạn này đi vô trong này luôn rồi. Rồi, vậy là bạn xe cẩu múc cát thắng rồi các bạn ơi. Trời ơi, bạn xe tải chở theo mấy bạn này cũng rất là nặng mà bạn xe cẩu cát này kéo lôi luôn. Trời ơi, mạnh quá các bạn ơi. Nhưng mà bạn xe cẩu cát bị kéo xong bị xúc rớt đồ tùm lum các bạn. Nè, bị rớt linh kiện tùm lum các bạn ơi. Nè. Trời ơi, bị xúc đồ hư hết tùm lum rồi. Gớp mấy bạn xe này xuống luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ trời chiều tối rồi, mình phải đi về nhà ăn cơm học bài nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo, mình sẽ chơi những trò chơi mới cho các bạn cùng xem. Bye bye.